Xin chào các bạn đã đến với VR Academy, mình là Zino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setting OBS mới nhất ở năm 2019. Thì trước tiên các bạn cần phải có OBS. Ok, mình sẽ bật OBS lên và kéo vào đây. Okay. Đây là giao diện OBS, thì có một vài bạn giao diện sẽ là màu trắng. Thì để thay đổi thành màu đen thì các bạn vào một file setting. Ở đây nếu như các bạn muốn đổi thành màu trắng thì các bạn quay lại cái màu default của nó là màu trắng nè. Còn mình thì mình không thích màu sáng quá, mình thích màu tối thì mình chỉnh là dark. Đây, nhấn apply. Thì ở đây ở mục general này thì mình sẽ bắt đầu chỉ các bạn setting luôn nha. Bây giờ ở mục general thì nếu như các bạn nào thích tiếng Anh thì để English, còn các bạn nào thích mấy cái tiếng khác như là tiếng Pháp hay là mấy cái tiếng Ả Rập hay là mấy cái tiếng Tây Ban Nha thì để mấy cái tiếng đó. Ở đây có tiếng Tây Ban Nha nè, Pháp nè, này nọ. Rồi qua mục stream, cái mục này thì không cần thiết. Cái mục này không cần setting gì cả. Cái này thì các bạn chỉ cần copy paste nó vô thôi. Cái này thì mình không có setting. Qua mục output, cái đây là cái mục quan trọng nhất mà cần setting nhiều nhất đây. Bình thường thì chắc là các bạn đang ở cái chế độ output mode simple. Thì mình khuyên các bạn nên chỉnh sang là advanced. Advanced thì các bạn sẽ chỉnh được nhiều thứ hơn. Và simple thì cũng được. Symbol thì cũng được, nhưng mà các bạn chỉ được chọn cái encoder riêng thôi. Ý là các bạn chỉ được chọn là sử dụng CPU hay là GPU để stream thôi, chứ không thể có những cái chức năng khác để mà phát mượt hơn. Thì các bạn đổi cái output mode thành advanced. Ở cái mục streaming các bạn đổi thành cái mục streaming các bạn đổi cái encoder thành cái NVENC H.264. Cái này thì khi mà livestream các bạn sẽ không có bị lag khi mà chơi. Còn nếu như bạn nào có một cái con CPU mạnh thì các bạn đổi thành X.264 thì cái này nó sẽ ngốn CPU nhiều hơn và cái này sẽ ngốn GPU nhiều hơn. GPU là kèm màn hình, còn CPU là con chip ở trong máy của bạn đó, giống như i5, i9 gì đó. Rồi cái mục này thì đừng, cái mục này vẫn giữ nguyên mục rescale output thì đừng có check vào. Nếu như các bạn muốn giảm xuống 720 thì các bạn hãy nhấn vào, còn nếu không thì các bạn để trống nó đi. Cái red control các bạn chỉnh là CBR trên cùng. Bitrate các bạn để 6000, keyframe các bạn để 2, để số 2 nha. Reset các bạn để 2, quality profile các bạn chỉnh 2 cũng được, mà để main cũng được, tùy vào. Nếu như các bạn thấy 2 lắc quá thì các bạn chỉnh xuống main, mà nếu như các bạn thấy main xấu quá thì các bạn chỉnh lên 2. Nó tùy thuộc vào các bạn thôi. Cái all use to path encoding này các bạn check cho mình, tại vì nếu như các bạn bỏ check thì nó sẽ rất là xấu. Thì xong rồi, có vẻ như là chúng ta đã xong cái mục setting. Thì đây là mình setting cho stream trước, còn về recording thì record game thì nọ thì mình sẽ setting sau. Audio, một audio không cần thay đổi gì hết. Và nếu như các bạn không có âm thanh thì các bạn cứ chỉnh nó về default hết cho mình. Chỉnh default hết. Nếu như các bạn nào không rành mà các bạn bị lỗi về âm thanh thì các bạn cứ chỉnh về default hết. Còn nếu không thì các bạn cứ giữ nguyên. Giữ nguyên cho mình. Ok. Ở một video thì đây là cái chất lượng đầu ra của kênh stream của bạn. Nếu như các bạn muốn stream 720 thì các bạn chỉnh cái mục output resolution, các bạn chỉnh xuống là 1280 x 720 để stream 720. Còn nếu như các bạn muốn stream 1080 thì là 1920 x 1080 đó các bạn chỉnh lại. Còn ở cái mục mà FPS thì nếu như các bạn nào muốn stream 30 FPS thì chỉnh 30, còn bạn nào stream 60 thì cứ chỉnh 60. Thì mình khuyên các bạn nên stream 60 fps để có chất lượng là mượt nhất. Tại vì bây giờ có một vài màn hình coi 30 fps coi khá là nhức đầu, nên ưu tiên 60 hoặc là 59.94 cũng được, cũng cơ cỡ đó. Ở một hotkey thì không cần gì thay đổi cả. Một advance thì các bạn đừng nên đụng gì vào trong mục này, nó có thể gây ra ảnh hưởng khá là lớn đối với cái kênh stream của bạn, vì vậy đừng có đụng gì hết. Ok, và đó chính là cái cách để mà setting OBS tốt nhất ở 2019. Các bạn đã xem nội dung tại VR Academy, mình là Zino từ VR Studio. Các bạn để lại một like, một comment những vấn đề khúc mắc phía dưới. Chúc bạn ngày vẽ và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.